Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Magic Empire là tựa game mô phỏng quản lý kinh doanh, kết hợp xây dựng và phát triển vương quốc fantasy do Era Game phát hành. Tham gia vào game, bạn sẽ được trở thành vị vua trẻ tuổi mới của một vương quốc đang trên bờ vực tuyệt vong vì phá sản. Tại đây, người chơi sẽ phải xây dựng lại nền kinh tế chiêu mộ các nhân tài và dẫn dắt vương quốc của mình phát triển trở lại. Trò chơi sử dụng nền đồ họa 2D theo phong cách hoạt hình, cùng với phần hình ảnh của các nhân vật được thiết kế độc đáo. Hiệu ứng âm thanh được thể hiện sống động, đi kèm theo đó là phần nhạc nền với những giai điệu mang phong cách kỳ bí. Lối chơi của game đơn giản và độc đáo, bạn sẽ bắt đầu phát triển vương quốc của mình trở lại với việc khai thác hầm mỏ. Hầm mỏ sẽ tự động tạo ra tiền cho bạn một cách liên tục mỗi giây và có thể nhấp liên tục vào hầm mỏ để tạo ra tiền. Tuy nhiên chỉ hầm mỏ thôi thì không đủ. Tiếp đó game thủ sẽ mở rộng qua các ngành dịch vụ ăn uống bằng cách mở nhà hàng. Tất nhiên những công trình này sẽ không thể tự động hoạt động được mà bạn sẽ cần thuê những nhân viên làm việc. Ngoài ra về sau, bạn còn có thể xây dựng những công trình của các ngành khác để kiếm tiền như bệnh viện hoặc là bến tàu. Và cũng gần giống như hầm mỏ, thì nhà hàng, bệnh viện, bến tàu cũng sẽ tự động tạo ra tiền và cũng cần phải thuê nhân viên. Rồi từ số tiền kiếm được, người chơi có thể dùng chúng để thuê thêm nhiều nhân viên hơn, giúp kiếm về nhiều tiền hơn nữa. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội chiêu mộ được những nhân tài về làm việc cho mình, giúp vương quốc của mình phát triển. Nhìn chung với lối chơi đơn giản cũng như nền đồ họa 2D độc đáo mà Magic Empire Mobile sở hữu, thì tựa game đáng để bạn trải nghiệm thử. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngày đi.